vẫn link ra mồm chơi anh em nhé. Ô, chết mẹ rồi, công khai rồi. Thì hôm nay nhỉ, công khai luôn thì đó. Hôm nay mày đăng như hôm nay đúng không? Chả công khai luôn. Ê, hôm qua 68 lên 68 đi. Ờ. Hôm qua mày đã làm gì á? Làm rồi, vừa làm xong đi. Thì hôm nay đăng như gì nữa? Chị ơi. Ê, hôm qua hết lên 68 đi. Bạn à đây bạn Phương Nam đang ngon đây ạ. Sướng 3 giờ gọi dậy nhá. Ừ, chiều đóng hàng thì quay. Ok, bye bye anh em.